Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món chả giò rế chay. Về rau củ thì mình sẽ có là khoai lang nè, cà rốt, củ sắn hay còn gọi là củ đậu. Thì ba thứ này thì mình sẽ cân là khoảng 900 gram, các bạn dùng 1 kg luôn cũng được nha. Khoai lang thì mình sẽ bào sợi, củ sắn thì mình cũng sẽ bào sợi luôn, cà rốt cũng vậy luôn. Thì củ sắn các bạn bào sợi ra xong rồi thì các bạn nhớ cho một tí muối vào, khoảng nửa muỗng cà phê muối rồi các bạn trộn đều lên và để nó khoảng 10 phút. Sau đó các bạn vắt nước, vắt cho ráo nha. Thì lượng củ sắn mình dùng là nó gần bằng với khoai lang luôn đó. Rồi mình vắt nước thì nó còn, nhìn thấy nó còn một ít như thế này. Thì các bạn thích cái nào nhiều thì mình có thể là dùng cái đó nhiều nha, nhưng mà mình thấy thì khoai lang với củ sắn thì mình nên dùng một lượng tương đương á. Còn cà rốt thì mình sẽ dùng thêm một ít chủ yếu để cho nó có màu đẹp. Các bạn có thể là mình dùng thêm khoai môn cũng được, mình thì mình thích dùng khoai lang hơn, khoai lang thì nó sẽ ngọt hơn khoai môn. Ở đây thì mình sẽ có là một ít nấm mèo nè, nấm nấm đông cô thì mình sẽ ngâm nước khoảng vài tiếng rồi các bạn xả sạch lại, mình xắt nhỏ ra, xắt sợi nhuyễn ra. Rồi đậu xanh, đậu xanh thì mình sẽ dùng là 100 gram đậu xanh khô nha, lúc nó còn khô mình cân là 100 gram. Thì sau đó các bạn có thể là mình ngâm vài tiếng hoặc là mình ngâm qua đêm. Sau khi ngâm xong thì các bạn vo sạch lại. Rồi với 100 gram đậu xanh thì mình nấu khoảng từ 200 tới 230 ml nước lọc. Rồi mình để lửa nhỏ thôi, mình nấu từ từ là nó chín như thế này nè. Nếu như mà các bạn ngâm vài tiếng thì mình có thể cho thêm nước lọc nhiều hơn chút xíu để nấu cho nó chín nha. Hành lá, ngò rí mình xắt nhuyễn ra. Bạn nào mà kiêng hành lá thì mình có thể là dùng bơ rô hoặc là dùng ngò rí không cũng được. Rồi hành tím, khoảng muỗng canh hành tím băm, và bánh tráng rế. Bánh tráng rế các bạn dùng hiệu nào cũng được, riêng mình thì mình thấy cái hiệu này ngon nè. Với lại là mỗi một cái miếng bánh tráng rế thì sẽ được lót bằng một miếng miếng ni lông á, nên nó không bị dính, mình dễ lấy ra lắm. Hoặc là mình có thể dùng bánh tráng bò bía cũng được, hoặc là loại bánh tráng thông thường tùy theo nha. Mình thì mình thích dùng bánh tráng rế, nó giòn ngon hơn. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này, bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Đầu tiên thì mình sẽ đi chiên khoai lang nha các bạn. Dầu bắt đầu nóng thì mình sẽ cho khoai lang vào. Hiện tại thì trời đang mưa nên hơi ồn, các bạn thông cảm nha. Ban đầu thì mình sẽ để lửa hơi lớn một chút để cho nó nhanh nóng dầu lên á, tại mình cho mấy khoai lang này vào dầu nó nguội bớt á. Thì món này á, do là món chay nên các bạn phải chiên khoai lang thì nó mới thơm, còn thông thường mình làm chả giò mặn mà nó có thịt á thì mình khỏi chiên khoai lang. Mình chiên cho nó vàng rồi mình vớt nó ra nha các bạn. Mình thấy nó vàng rồi nè các bạn, được rồi nè. Vớt ra. Mình vẫn sẽ dùng cái chảo này nha các bạn. Rồi mình sẽ cho hành tím vào, mình chừa ít dầu ăn, mình phi cho nó thơm nè. Nó thơm lên rồi mình sẽ cho đông cô nè, rồi nấm mèo vào luôn. Mình xào lên khoảng 1 phút cho nó thơm lên. Sau đó mình sẽ cho củ sắn, cà rốt vào. Mình xào có nhân cho nó chín nha. Mình để lửa vừa mình xào thôi. Bây giờ nhân nó chín rồi nè. Mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê hạt nêm chay. Rồi giờ mình sẽ đảo đều lên khoảng vài chục giây cho gia vị nó tan ra nha. Rồi gia vị nó tan rồi mình sẽ tắt bếp nè. Cái này thì mình nên để cho nó nguội nha các bạn, thì mình cuốn nó sẽ tốt hơn á, để nóng quá nó khó cuốn.
Mình cho cái khoai lang vào luôn nha, mình bóp nó ra. Cho hành lá ngò rí vào luôn. Trộn đều nó lên nha. Lúc này mình đã tắt bếp rồi nha. Tiếp theo cho đậu xanh vào trộn luôn. Bạn nào thích ăn đậu xanh nhiều thì mình có thể cho nhiều, hoặc là bớt lại nha. Mình thấy thì 100g đậu xanh thì nó cũng vừa đủ rồi đó các bạn. Chứ nhiều quá, đậu xanh nhiều quá ăn ngán lắm. Mình cho vào đây khoảng nửa muỗng canh tiêu này cho nó thơm. Nhân cũng rất là ngon ha, nhìn màu sắc cũng rất là đẹp nữa. Ở đây thì mình sẽ dùng là bột chiên giòn nha, mình cho ít nước vào để mình vá cái mép nó lại đó. Không có bột chiên giòn thì các bạn dùng tạm bột mì đa dụng cũng được nha, hoặc là bột mì số 8 cũng được. Bột năng, bột bắp thì nó không có dẻo, do đó mình quét nó không có dính, mà nên dùng bột chiên giòn hoặc là bột mì. Rồi mình cuốn bình thường thôi. Mình thấy thì khi mà mình dùng cái bánh tráng rế thì mình thấy nó giòn hơn. Nó giòn hơn là mình dùng bánh tráng bò bía, hoặc là tùy theo sở thích. Nhiều bạn thì nói bánh tráng rế nó ngấm dầu, nhưng mà riêng mình thì sau khi mà mình cuốn xong á, mình chiên xong á, thì mình thấy là mình chỏng cái đầu nó xuống thì mình thấy nó cũng đâu có ngấm dầu gì nhiều đâu. Các bạn lót cái khăn giấy ở dưới là không có sao đó. Rồi mình cuốn bình thường này. Mình đã cuốn trước được một mớ rồi nè các bạn. Dầu nó bắt đầu nóng rồi, mình cho vào nha, mình đừng có để cho nó sôi già quá nha các bạn. Sôi già quá nó bị áp cái chiếc chả giò á. Mình bắt tay cho nó lẹ, đũa nó lâu quá. Cái này mình đã thấm bột, cái mép bột rồi, do đó mình không có sợ nó bung. Rồi mình chiên khi nào nó vàng mình vớt nó ra. Thì cái này á, là lâu lâu các bạn làm á, thì các bạn nên kiểu như mình cuốn sẵn như thế này nè, rồi mình đông đá. Khi nào ăn thì mình đem ra chiên. Lúc chiên thì không cần rã đông gì hết nha các bạn. Mình lấy trong tủ lạnh ra thì mình dầu nóng mình cho vào chiên luôn cũng không sao đó. Mình thấy thì lâu lâu các bạn làm thì các bạn nên làm một lượng ít nhất là bằng mình đi, đừng có làm ít hơn nó mất công lắm. Và mình cuốn sẵn mình đông đá, khi nào ăn mình lấy ra, nó tiện lắm. Cái nào vàng mình gấp ra nha các bạn. Mình gấp ra mình dựng đứng nó như thế này nè, rồi nó chổng dầu xuống hà là nó không có nhiều dầu. Với lại cái bánh tráng rế này đôi khi các bạn kiếm mua không có, kiểu như nó hơi hiếm á. Nhưng mà mình thấy trên mạng cũng có chỉ mà cách tự làm bánh tráng rế luôn. Nếu như mà các bạn ở những cái vùng mà không tìm mua được thì các bạn có thể là tự làm. Mình lên YouTube á, mình thấy có rất là nhiều công thức. Mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Cái này là mình chiên bằng bánh bò bía nè, mình chiên một ít. Công thức ngày hôm nay thì mình sẽ làm được khoảng 70 chiếc như thế này nha các bạn. Mình ăn kèm chung với rau sống nè, rồi nước mắm chua ngọt. Ăn đơn giản thì mình chấm tương ớt cũng được, hoặc có thể mình ăn với bún. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Phần nhân vừa ăn các bạn rất là thơm. Cái phần nhân á, mình thấy các bạn làm bì cuốn ăn cũng rất là ngon nữa. Thì đồ chay thì cơ bản thì từ rau củ á, nên cái phần nhân đó mình thấy là làm bì cuốn ăn cũng ngon nữa. Với món chả giò chay này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nếu thích video các bạn nhấn like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh.